làm ở cư sĩ tại gia tu tập giữ gìn năm giới hoặc là Bồ Tát giới để mình tu trọn vẹn kiếp này để cầu sinh tịnh độ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa các quý vị, nghiễm nhiên lên hàng gì? Hàng bất thoái chuyển Bồ Tát. Cho nên tu làm sao mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này, vãng sinh về Tây Phương nó còn hơn vị tỷ khiêu ni, thậm chí là hơn hòa thượng thượng tọa ở thế gian này rất nhiều. Xin lỗi các quý vị, nếu mà lên ngôi vị pháp chủ, phó pháp chủ, lên ngôi chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không được giải thoát trong một đời này thì cũng không bằng người tu hành một đời được vãng sinh Tây Phương. Vãng sinh Tây Phương thì không phải là người bình thường nữa, mà trở thành một bậc thượng thiện nhân. Ngay trong khi mắt vừa thấy Phật, tai nghe chính pháp, tâm liền ngộ nhập được chính pháp của mười phương chư Phật. Đặc biệt là gì? Ngay trong khoảng sát na đó liền chứng được lên cái quả vị gọi là gì? A Duy Việt Trí, hay còn dịch là gì? A Bệ Bạt Trí. A Duy Việt Trí hay A Bệ Bạt Trí đó là phiên âm từ tiếng Phạn mà ở trong kinh gì? Kinh Dược Sư có nói tới đó. Dịch theo hiểu theo tiếng Việt chúng ta là gì? Là chứng được quả vị bất thoái chuyển. Mà quả vị bất thoái chuyển đó thì xét về hàng thanh văn thì phải chứng quả vị A-la-hán trở lên. Tức là cái quả vị cao nhất của hàng thanh văn thừa đó, quả vị A-la-hán. Còn xét về quả vị Bích Chi thì phải chứng được cái địa vị là Bích Chi Phật hoặc là Độc Giác Phật. Còn xét về hàng Bồ Tát thì Bồ Tát có gì? Có 52 địa vị của Bồ Tát, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. 52 địa vị của Bồ Tát hay còn gọi quả vị của Bồ Tát đó, thì ít nhất chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc liền nhỏ nhất, ít nhất cũng chứng được cái quả vị gọi là gì? Thất địa Bồ Tát trở lên. Tức là vượt qua gì? 46 địa vị. Nếu chúng ta ở thế gian này tu phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, tu nó cứ lên dần dần, từ gì? Từ thập tín cho đến dần 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 cho đến thập trụ, đến thập hạnh, thập hồi hướng mới vào thập địa. Mà thập địa từ sơ địa cho đến thập địa đó là cả một quá trình mà trải qua hàng A Tăng Kỳ Kiếp. 2-3 A Tăng Kỳ Kiếp cứ tèng tèng tu như chúng ta không biết là bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp để cho lên được hàng thập địa Bồ Tát. Thầy nói sao tu tèng tèng như chúng ta làm sao? Một ngày tu 5-3 ngày nghỉ, ngủ thì nhiều hơn là tu, ăn thì nhiều hơn là học. Đấy, bình thường người ta ngủ thì ít hơn tu, học thì nhiều, học và hành thì nhiều hơn ăn. Chúng ta thì ăn nhiều hơn học hơn hành, ngủ thì nhiều hơn lúc thức lúc tu. Thế thì chơi thì nhiều hơn là gì? Đi chơi, thích đi chơi, thích đi đàn đúm, thích buôn dưa lê, dưa hấu, dưa gan, dưa chuột gì đó vân vân thì nhiều hơn là học hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Đấy, thế cho nên thầy mới nói là tu mà cứ tèng tèng như thế không biết qua bao nhiêu A Tăng Kỳ Kiếp cho mới được lên được đến hàng gì? Hàng thất địa Bồ Tát. Nhưng chúng ta chỉ cần gì? Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật vì thương tưởng chúng sinh ở thời mạt pháp, đặc biệt là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cách đây vô số kiếp trước, như trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Giới thiệu là gì? Trong vô số kiếp trước có một vị tỷ khiêu. Vị tỷ khiêu có tên là gì? Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng tỷ khiêu thấy chúng sinh đau khổ quằn quại ở trong lục đạo luân hồi khắp mười phương thế giới, lại thấy Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thành Phật giáo hóa độ sinh, được vô số chúng sinh được giải thoát, chứng đắc thánh quả thanh văn duyên giác của Bồ Tát vân vân. Cho nên Pháp Tạng tỷ khiêu đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra 48 đại nguyện. Nguyện đều vì tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới.
Và đặc biệt trong đó có nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 á, Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện là gì? Nguyện là sau khi con đã thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của con mà sinh tâm hoan hỷ, tín thọ phụng hành, chỉ niệm danh hiệu của con từ mười niệm trở lên, nếu người đó muốn sinh về thế giới con mà không được như ý nguyện thì con thề không thành chính giác. Chúng ta thấy không? 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 á, Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện như thế. Và chúng ta biết đó, trải qua hơn 20 kiếp hành Bồ Tát Đạo, viên mãn cái 48 hạnh nguyện của mình, Pháp Tạng Tỳ Kheo đã thành Phật hơn 10 kiếp trước rồi, ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức về phía mặt trời mọc ở cõi Sa Bà, mặt trời lặn ở cõi Sa Bà chúng ta này. Tức là cõi Sa Bà chúng ta nhìn về phía mặt trời lặn, tức là phía phương Tây của thế giới chúng ta này, thì ở cách thế giới này đi về phía Tây hơn 10 muôn ước cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Vị giáo chủ cõi nước đó tên là A-di-đà Phật, hay là Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Công Đức Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, Bất Tư Nan Tư Quang Phật, rồi nhiều lắm, nhiều tên lắm. Trong kinh Vô Lượng Thọ tạm kể ra 13 cái tên, nhưng trong kinh, cũng trong kinh đấy nói Ngài có đến gì? Có đến vô lượng cái tên, tùy theo Ngài thì hiện ở quốc độ nào, ở thế giới nào thì hiện cái tên như thế. Và đặc biệt, điểm đặc biệt chúng ta thấy là Đức Phật A-di-đà, Ngài nguyện rằng sau khi thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của Ngài, danh hiệu của Ngài chính là gì? A-di-đà Phật. Nghe thấy cái tên gọi là A-di-đà Phật ấy mà sinh tâm hoan hỷ, hoan hỷ ở trong nhà Phật gọi là hoan hỷ, ở ngoài đời chúng ta gọi là vui mừng. Nghe thấy cái tên Đức Phật A-di-đà, A-di-đà Phật, nghe thấy mà chúng ta sinh cái tâm là vui mừng, yêu thích. Không chỉ dừng lại ở cái sự yêu mừng vui thích đó, mà chúng ta lại gì? Lại niệm Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là A-di-đà Phật được 10 câu trở lên. Nhớ nhé, trong đó nó niệm được 10 câu trở lên, tức là 10 câu A-di-đà-phật, 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 10 câu như thế trở lên. Nếu người đó nghĩ tới cái khổ của thế gian, muốn thoát ly tất cả những nỗi khổ thế gian, về sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội, ngũ ấm di tịnh, vân vân đó, nhấn đến gì? Đến 84.000 khổ, nhấn đến vô lượng vô biên khổ, khổ khổ hoại khổ hành khổ vân vân đó, mà cầu thoát ly sinh tử khổ đau, liền phát nguyện. Ví dụ thầy nguyện là gì? Con Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Đạo Thịnh, hiệu thường chiếu tự pháp tịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, trưởng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, con nhận thấy ở thế giới này khổ đau nhiều quá, đã từ vô thủy kiếp đến nay con cứ trôi lăn lặn hụp ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhấn đến trong lục đạo luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho dù có phúc sinh lên trời cũng chỉ như là một giấc chiêm bao, có phúc làm người, làm sư, làm tăng, trụ trì 7-8 ngôi chùa, làm trưởng đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam, hàng vạn tín đồ Phật tử yêu mến quy kính đi theo, nhưng mà cũng chưa chắc đã vững. Kiếp này sinh ra được thân người, được xuất gia, được lạm vào ngôi tăng bảo, chắc chi kiếp sau con lại tiếp tục được làm người, được xuất gia, được lạm sống vào ngôi, lạm dự vào ngôi tăng bảo, tiếp tục là người có thể truyền bánh xe pháp, giúp đỡ quần sinh. Biết đâu kiếp này tu tập một niệm tâm khởi, tham sân si nào đó nổi lên, kiếp sau con bị đọa lạc trong ba đường ác đạo thì sao? Hoặc là nhiều đời nhiều kiếp, kiếp này do khởi một niệm tâm tham, kiếp sau sinh ra làm vua, làm
làm thủ tướng, làm tổng thống thì sao? Mà làm những người đó thì phúc cũng có mà tội cũng có. Quyết định sai một cái thì xảy ra chiến tranh, loạn lạc một cái thì khiến cho dân chúng lầm than đó, quốc gia biến mất đó, thì biết bao nhiêu tội lỗi gánh sao cho xuể. Cho nên thôi, biết rằng thế gian vô thường, quốc độ nguy túy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Này con chỉ xin là gì? Đem tất cả những từ lời nói, việc làm cho đến hành động, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, thuyết kinh, giảng đạo, làm tất cả các việc thiện đấy, cho dù là việc thiện nhỏ nhất như là vừa hiện khởi ở trong tâm tùy hỷ công đức của người khác, cũng đều đem hồi hướng cầu sinh tịnh độ sau khi xả bỏ báo thân. Nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót con, xin cứu độ con, xin tiếp dẫn con khi con xả bỏ báo thân. Dù Ngài đến được hay không đến được, cử Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, thậm chí là các vị Bồ Tát Thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc đến cũng được. Miễn là gì, sau khi con vừa xả bỏ báo thân thì ở trên hư không hay ở trên đầu giường, các Ngài hiện ra tươi cười phóng đại quang minh, nói rằng này Đạo Thịnh, này Thầy Đạo Thịnh, hay là này ông Đạo Thịnh, vân vân. Bao nhiêu năm xuất gia của ông tuy cũng xét ra chưa phải là gì, là làm được gì nhiều cho đạo pháp, cho dân tộc, cho chúng sinh, cho Phật Pháp, nhưng mà thấy cái lòng phát nguyện cầu sinh tịnh độ, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ ở thế giới xa bà của ông là gì, cũng khá là ổn. Đem công đức niệm Phật 10 hơi, công đức niệm Phật 10 câu để cầu sinh tịnh độ. Nay A Di Đà Phật phó chúc cho chúng tôi đến đây để tiếp rước thần thức của ông về Tây Phương Cực Lạc. Nói rồi liền phóng quang, quang minh tiếp dẫn. Chẳng ngại gì mà Thầy không về Tây Phương các quý vị. Ở lại thế giới này, cho dù là cao tăng đắc đạo, lên phẩm vị gì, La Hán, Đại Bồ Tát đi chăng nữa, nhưng sinh ra gặp thời không có Phật, cũng khổ lắm. Cho nên Ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư xưa kia còn tại thế, Ngài mới thốt lên là gì? Ngài phải thốt lên rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Chúng ta thấy tổ nha, Bồ Tát tái thế, sinh ra cách đây mới mấy trăm năm, nhưng cũng ở vào thời mạt pháp rồi. Cho nên cái việc hành đạo, hoằng đạo, hóa đạo nó khó. Cái việc tiếp tăng độ chúng nó rất là gian nan vất vả, không như thời Đức Phật còn tại thế. Vì uy, vì đức, vì hạnh, vì công đức vô lượng vô biên của Đức Phật, cho nên Ngài đi đến đâu là vua chúa quan lại nhân dân tôi tớ phần đại đa số là đều quy kính và hộ trì. Cho nên việc làm đạo của Đức Phật nó dễ. Còn chúng tôi bây giờ khó lắm các quý vị. Thầy ở đây còn là gì, cái người cũng được chư Phật Bồ Tát các Ngài cũng thương, cũng gia hộ, làm đạo nó cũng còn dễ dễ một chút đấy. Dù sao đi đến đâu có lời mở, lời xin, lời nói với người ta, người ta cũng còn hoan hỷ tạo điều kiện đấy. Chứ còn nhiều thầy vất lắm. Xin thưa các vị, khó lắm, không đơn giản. Có một chút nhân duyên, ân nhờ ân Tam Bảo, Phật Tổ và Cụ Tổ Chùa Hương các Ngài gia trì cho nên đi làm Phật sự nó cũng còn đỡ rất nhiều. So với nhiều quý thầy, thầy thấy là mình cũng thấy là thuận duyên khá nhiều. Đặc biệt là làm việc với các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, cứ ngồi với người ta một chút xíu thôi là người ta mình có lời mở với người ta chút xíu thôi là người ta hoan hỉ, người ta ủng hộ thôi. Thế mà thấy cũng còn khó chứ không phải là dễ đâu các quý vị. Cho nên tổ mới nói gì, Phật thại tại thế thời ngã trầm luân, tức là khi Đức Phật còn tại thế thì con còn trầm luân ở trong luân hồi lục đạo, chưa được thân người,
khổ lắm thay. Cho nên Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Tức là ngày nay con được thân người, con được xuất gia, được làm sa môn, là tỷ khiêu, là đệ tử xuất gia của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đã gì? Đã nhập diệt Niết Bàn trên 2.000 năm rồi. Cho nên tổ còn phải thốt lên rằng nay con được thân người thì Đức Phật đã nhập diệt, nhập Niết Bàn mất rồi. Kim đắc nhân thân Phật nhập diệt. Chúng ta thấy tổ than này: ảo não tự thân đa nghiệp chướng. Ảo não tức là gì? Buồn thay, khổ thay. Vì sao? Vì bản thân con gì? Đa nghiệp chướng tức là nhiều nghiệp chướng. Chữ đa có nghĩa là nhiều, nhiều nghiệp chướng. Cho nên chẳng được sinh vào thời Đức Phật còn tại thế, phải sinh vào cái thời mạt pháp này, cách Phật đã xa. Con có làm sai điều gì cũng chẳng có mấy người chỉ bảo. Ước chi mình được sinh vào thời Đức Phật, làm sai một cái là Đức Phật bảo luôn, chỉ luôn, dạy luôn, là mình liền là gì? Liền là sửa đổi lại ngay. Cho nên sinh ra gặp thời mạt pháp này, chúng ta như là kẻ mù đi trên đoạn đường, hoặc kẻ mắt tối đi trên đoạn đường dài, không có người mắt sáng dẫn đường mà thôi. Cho nên các quý vị không biết chết lúc nào, không biết xuống vực lúc nào, không biết lao vào gốc cây cột điện lúc nào, vân vân. Đấy, cho nên mấy tổ mới than là ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Bất kiến tức là không thấy được cái sắc thân vàng đẹp. Kim sắc thân là cái sắc thân vàng đẹp của Đức gì? Của Đức Như Lai vậy. Chúng ta thấy không? Đến tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư mà còn phải thốt lên câu ấy, huống chi là hàng phàm phu tục tử chúng ta. Cho nên ngày xưa xin thưa các quý vị, Thầy hay chỉ kinh Pháp Hoa, 4 năm trời chỉ kinh Pháp Hoa, gần như thuộc lòng bộ kinh Pháp Hoa. Nhìn vào kinh cũng chỉ là nhìn để tụng cho nó xuôi thôi, chứ tụng nhiều mà, ngày nào cũng tụng cho nên nó thuần đi. Tụng kinh đến nỗi cảm được hương thơm ngào ngạt cả tuần không tan. Và mình cứ nghĩ rằng mình lúc đó là bất chợt là khởi đến cái tâm nghĩ rằng mình đã chứng đắc thánh quả rồi hay sao mà có sự mầu nhiệm như thế, vân vân. Nhưng may thay, gặp được các bậc tôn túc, các ngài nói cho. Đấy chỉ là cái duyên lành do mình gì? Do mình tinh tiến tu hành mà chư Phật Bồ Tát các ngài phương tiện để khai thị, để gọi là sách tấn mình trên bước đường tu mà thôi. Hoặc là chư thiên long bát bộ các ngài vì cúng dường pháp bảo, hộ trì người trì kinh Pháp Hoa, cho nên các vị đi theo để tán hoa cúng dường mà thôi. Nghe nói như thế mình mới giật mình tỉnh ngộ, và mình thế thì mình còn chưa đâu đến đâu, tu còn chưa được cái gì cả, càng phải cố hơn nữa. Cho nên ngày đó cũng oai lắm chứ, oai phong lẫm liệt. Đối trước Tam Bảo phát nguyện với Phật Tổ gì, vì đọc kinh Pháp Hoa thấy các vị đại thánh tăng như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, toàn là những vị đại đa la hán được Đức Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa. Đấy, mà đều phát nguyện với Đức Phật là gì? Thôi bạch Đức Thế Tôn, là con sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, con đi thế giới khác để truyền kinh Pháp Hoa. Chả có cụ nào ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Không có cụ nào, không có vị thánh tăng nào, từ ngài Xá Lợi Phất đến Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, rồi Ma Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tỷ Khiêu Ni, vân vân, tất cả những vị đại A La Hán, đại thánh tăng được Đức Phật thọ ký cho thành Phật ở trong kinh Pháp Hoa, cụ nào cũng gì, cũng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con đi thế giới khác để truyền kinh Pháp Hoa. Không có cụ nào bảo là con sẽ thay Đức Phật, sẽ kế tiếp
sự nghiệp của Đức Phật ở lại thế giới Sa Bà này để truyền kinh Pháp Hoa. Thầy Đạo Thịnh lúc đó là tông tông lên trước Tam Bảo, A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ, lạy Đức Thế Tôn, thì con Tỷ Khiêu Thích Đạo Thịnh hiệu Tường Chiếu Tự Pháp Tịnh nguyện sẽ gì ở lại thế giới này để truyền kinh Pháp Hoa. Hoành tráng thế. Phát nguyện xong nghiệp nó đến nó đổ cho, nghiệp nó đến nó gì tới tấp cho, đầy dẫy nghiệp chướng nó đến tới tấp cho, thế là sợ chạy mất dép. May mà lúc đó là gì, lại nghe được pháp của Pháp Sư Tịnh Không Lão Hòa Thượng giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Thì lúc đó tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm năm 2012 á, Pháp Sư Ngộ Thông, đệ tử của cụ Tịnh Không về tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở Việt Nam chúng ta lần đầu tiên ấy, có về tổ chức tại Chùa Tản Viên chúng ta năm 2012. Thì lúc đó mới bắt đầu khởi cái niềm tin vào Pháp Môn Tịnh Độ. Nghe Hòa Thượng giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, về Trung Phong Tam Thể Niệm để tổ chức Pháp Hội Trung Phong. Lúc đầu là cũng không có phát nguyện vãng sinh đâu, mà phát nguyện ở lại thế giới này này để truyền kinh Pháp Hoa này, vì các vị đại thánh tăng đại a la hán nó chạy hết, ông Đạo Thịnh ở lại thế giới này đấy, phát nguyện như thế cho nên nghiệp chướng nó thì nó mới đến liên miên cho, nào là ốm đau bệnh tật, nào là gì oan gia trái chủ, nào đủ các thứ luôn luôn bài giảng luôn các quý vị. Thậm chí người ta còn nói gì ông Thịnh đi buôn thuốc phiện bị bắt, rồi ông Thịnh đi chơi với gái, ông Thịnh đi nhà hàng, ông Thịnh mặc quần đùi đi ra ủy ban xã, ông Thịnh đi vào các quán, không một cái quán hàng nào ở trong Đồng Mô này có các cô gái mắt xanh mỏ đỏ là ông Thịnh không qua. Ôi đủ các thứ luôn các Phật tử, cái gì cũng có từ cái gì đến xấu xa nhất, đổi bại nhất ở thế gian thì ông Thịnh đều có hết. Nào là đi buôn thuốc phiện bị bắt, bắt rồi thì vì quan hệ ngoại giao với cụ tổng bí thư cho nên cụ tổng bí thư xin cho nên cho sư ông Tâm đi tù thay. Ôi rồi nhiều thứ lắm. Chúng ta nghĩ xem, có một ai đi buôn thuốc phiện mà lại có người khác đi tù thay được không? Mà là đâu buôn ít đâu. Họ nói rằng khi bắt được thầy là trong xe, trong cốp xe có 3 tỷ đồng với lại hơn 2 kg thuốc phiện. Chúng ta biết là một tép heroin nữa, một tép nho nhỏ thôi còn đi tù mấy năm. Chứ đừng nói là 2 kg, hơn 2 kg mà lại bảo quen cho nó tổng bí thư xin cho nên là cho người khác đi tù thay, cho tiểu đi tù thay hộ. Khổ. Đấy. Vì sao? Vì người ta gọi điện cho sư ông Tâm không được thì nó dựng lên câu chuyện là sư ông Tâm đi tù mất rồi. Đấy. Xin thưa các quý vị, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Nếu không hiểu được cái điều đó mà tu ở cái thời mạt pháp này, tham đắm vào nó thì chúng ta không sớm thì muộn cũng bị nó lôi cuốn đọa lạc mà thôi. Cho nên nghe Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Thường Tịnh Hạ Không giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm, giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải, đặc biệt trong cái bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói thì Ngài Trung Phong Quốc Sư là người soạn và biên tập lên bộ Trung Phong Tam Thể Niệm, là một vị đại thiền sư, là Ngài Quốc Sư của Phật giáo Trung Hoa ngày ấy. Ngài là Quốc Sư nhé, mà Quốc Sư tức là thầy của vua và thầy của cả nước. Ngài Quốc Sư Trung Phong Minh Bổn, Ngài là một vị đại thiền sư, gọi là chứng đắc ở trong thiền. Trong thiền thì gọi là gì? Gọi là đại triệt đại ngộ, là vị đại thiền sư. Đối với Phật giáo trong cả một quốc gia, một đất nước thì Ngài là Quốc Sư. Nhưng về cuối đời, Ngài lại gì? Chuyên tu Tịnh Độ, kiêm tu Tịnh Độ. Đặc biệt Ngài soạn ra cái bộ gọi là Trung Phong Tam Thể Niệm, dựa vào bộ kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh để khuyến hóa chư vị thần linh, từ chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần cho đến gì, cho đến nhân gian quỷ thần, thậm đến chúng sinh đau khổ trong địa ngục cũng được lợi lạc
Từ Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm. Vì Ngài Trung Phong Quốc Sư là gì? Là Cổ Phật Tái Lai. Giống như ngài tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa là ngài Vĩnh Minh Yên Thọ Đại Sư vậy, là Đức Phật A Di Đà Tái Lai. Giống như ngài Hòa Thượng Hành Tu cùng thời với ngài Vĩnh Minh Yên Thọ Đại Sư vậy, cũng là gì? Là Cổ Phật Tái Lai. Đấy, ngài Hành Tu Hòa Thượng có đôi tai dài đó, chính là một vị Cổ Phật Tái Lai. Thì ngài Trung Phong Minh Bổn cũng là Cổ Phật Tái Lai. Vì tâm nguyện độ sinh cho nên các ngài thị hiện làm thân tỷ khiêu, thân người xuất gia để giáo hóa độ sinh. Cho nên nghe ngài Tỉnh Không nói là đến Cổ Phật Tái Lai mà còn gì? Còn quy y Tịnh Độ. Đến như gì? Đến như Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát trong Hội Hoa Nghiêm mà còn gì? Còn cầu sinh Tịnh Độ. Đến như Quán Âm Thế Chí, Quán Âm là gì? Cũng là Cổ Phật thành Phật từ vô số kiếp rồi, trong kinh bộ kinh Bi Hoa. Ngày xưa thầy có học và đọc bộ kinh Bi Hoa. Trong kinh Bi Hoa nói rằng Đức Quán Thế Âm ngài đã thành Phật từ vô số kiếp rồi, nhưng ngài không nhập niết bàn mà ngài lại thị hiện gì? Phân thân vô số biến khắp mười phương, thị hiện cái thân hình Bồ Tát để đi hộ trì các đức Phật và giáo hóa độ sinh. Trong đó thì ngài thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thường là đứng hầu Đức Phật A Di Đà ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà để giáo hóa độ sinh. Mà không chỉ ở cõi Tây Phương Cực Lạc mà khắp mười phương thế giới, ở cõi nhân gian chúng ta này, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thì hiện ra nhiều thân hình, nhiều tướng mạo. Và khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian trên 2600 năm trước, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng thì hiện gì? Lúc thì thể hiện làm cư sĩ, lúc thì ở trong thế giới vô hình để gì? Để hộ trì tạng pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên trong các kinh Đại Thừa Phật Giáo chúng ta thấy là gì? Thường các kinh Đại Thừa thì đều có các vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Diên Thọ Bồ Tát, Trường Thọ Bồ Tát, vân vân nữa. Nhưng thường là các vị Đại Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng là thường có ở trong các pháp hội, trong các kinh Đại Thừa của Phật Giáo. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa thầy nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng đến như vậy, Cổ Phật Tái Lai còn gì? Còn thị hiện vãng sinh Tây Phương, phát nguyện vãng sinh Tây Phương làm chỗ quy thú, làm chỗ sở y cho gì? Cho chúng sinh thời mạt pháp. Nay chúng ta so với các ngài trăm ngàn vạn ức phần không bằng một phần, tại làm sao mà chẳng học theo lời Đức Thích Tôn chỉ dạy, chẳng làm sao lời Đức Từ Phụ A Di Đà Phật như người mẹ hiền trông ngóng con thơ để mà phát Bồ Đề Tâm, tín nguyện chỉ danh cầu sinh Tịnh Độ, tức là ba món tư lương tín nguyện hạnh của pháp môn Tịnh Độ đó để tu tập niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. Nghe giảng đến đó cho nên mình mới giật mình nghĩ ra, ồ, mình so với các vị thánh tăng Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan Ca Diếp, thời Đức Phật thì muôn phần chẳng bằng một phần, mình chẳng bằng móng tay của các ngài. Các ngài đối trước Đức Phật còn không dám phát nguyện ở lại thế giới này, mà phát nguyện với Đức Phật, con nguyện sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt con đi thế giới khác để, tức là các ngài cũng truyền kinh Pháp Hoa nhưng mà đi thế giới khác cơ, đi thế giới chúng sinh dễ hóa độ cơ, còn thế giới này không phải là người tầm thường có thể làm được. Các ngài Đại A-La-Hán công đức trí tuệ thần thông viên mãn, được Phật khen ngợi trong các pháp hội, còn chẳng dám phát nguyện ở lại khi Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, không dám phát nguyện tái sinh để truyền bá kinh Pháp Hoa ở thế giới này vì nó khó. Vì bộ kinh Thầm Thâm Vi Diệu ấy
Vì bộ kinh ấy là bộ kinh gọi là vua của các kinh, giảng thế nào, truyền thế nào để cho chúng sinh họ nghe, họ tin, họ tín thọ phụng hành, họ tu tập theo để được giải thoát. Cả một vấn đề khó, khó vô cùng, khó trong cái khó, vô cùng khó các quý vị, cái không đơn giản. Tê mình ra phát nguyện cho nên nghiệp nó đến, nó phang cho tới tấp, cho nên may mắn mà được gì? Nghe được Pháp Sư Tịnh Không giảng về Tịnh Độ Đại Kinh Giải và giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm, bất chợt tỉnh ra, tự mình thấy là ồ, mình nó là cái gì đâu, đọc kinh mấy năm nó là cái gì đâu. Nay chư Phật Bồ Tát các ngài khuyến vãng sinh Tây Phương để hành Bồ Tát đạo, tu tập cho nó dễ, không bị thoái chuyển đạo Bồ Đề nữa. Tại sao mình không theo? Tại sao mình không tin? Tại sao mình không theo? Tại sao mình không làm? Mình làm được như thế tức là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, còn gì nữa. Cho nên từ đó mới bắt đầu dần dần nghe giảng về tịnh độ sâu hơn. Và cũng may mắn là gì? Là cũng nương theo lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không là học và tổ chức Pháp Hội Trung Phong. Và từ đó qua học, muốn tổ chức được thì phải học, phải nghiên cứu, phải học, phải tu tập. Và từ đó trở đi thì cứ thế y giáo phụng hành, một lòng làm theo. Dần dần thấy mọi công việc Phật sự của mình nó cũng được thuận duyên hơn, thấy nó nhẹ nhàng hơn. Có cái gì đó nó khó khó, tự mình không giải quyết được, cứ lên lễ Phật, niệm Phật là thôi, xin Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thương xót con, xin giúp đỡ con, xin gia hộ con. Con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, sinh ra vào thời mạt pháp, chẳng thể tự chủ làm được tất cả mọi việc. Nay đến đối trước các ngài, xin các ngài từ bi thương xót, gia hộ, tiếp dẫn, giúp đỡ cho con được hoàn thành cái tâm nguyện công việc Phật sự A, Phật sự B, Phật sự C ấy. Ngài tuy không gật đầu nhưng mà mọi việc từ đó trở đi thấy gì? Nó cứ thế, nó trôi theo dòng nước ra tới Biển Đông, nhập vào Đại Hải, đem lại một chút công đức lợi ích cho Phật giáo Việt Nam. Xin thưa các quý vị, cho nên qua câu hỏi của một quý thầy, chắc là còn đang làm sa di hay là xuất giới ra về tại gia rồi như thế nào đó không biết, nhưng qua câu hỏi không nói rõ. Nhưng mà qua câu hỏi thấy như vậy thì cũng nói về ý nghĩa xuất gia và không xuất gia, tu xuất gia hay là tu tại gia khi mình cao tuổi rồi. Nếu xuất gia thì phải học hành đến nơi đến chốn, đầy đủ oai nghi phép tắc, làm bậc mô phạm cho chúng nhìn vào thì mới nên xuất gia. Cho nên trong oai nghi nói là gì? Ngung ngung hay là nguy nguy khả quan, nghi đoan biểu chính. Đó, đấy là biểu thị cho gì? Cho tăng già, cho người xuất gia. Đó. Không phải là đơn giản đâu. Cho nên nếu mà mình cứ tự xét đi, xuất gia hay tại gia, quan trọng nhất là tu làm sao cho được giải thoát trong một đời. Cái này mới điều quan trọng. Chúng con đây cũng phát nguyện làm Phật sự, nhưng cũng chỉ chục hơn chục năm nữa thôi. Nếu Phật Bồ Tát các ngài thương tưởng cho thọ đến 70-80 tuổi, cũng chỉ phát nguyện làm Phật sự cống hiến cho giáo hội khoảng 2-3 nhiệm kỳ nữa thôi. Còn một chút sức tàn lực kiệt thì cũng phải rút về để mà chuyên tâm niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để cầu đới nghiệp vãng sinh. Cái đó mới là cái đích cần phải gì? Phải làm để được vậy. Chứ còn không phải là cái đích là phấn đấu làm sao được cho sau này là phải lên được ngôi trưởng ban này, trưởng ban nọ, trưởng ban kia, hay là phó chủ tịch, hay là phó pháp chủ, hay là đức chủ tịch, hay là đức chủ tịch, hay là đức pháp chủ mới là cái chỗ cao tột đâu. Cái đó không. Cái đó là tùy duyên. Cái quan trọng nhất là gì? Giải thoát đó. Sinh tử khổ đau trong một kiếp người, trong một kiếp tu mới là cái quan trọng nhất. Nghĩa là người xuất gia chúng ta hướng đến cái điều đó mới đúng với chính pháp. Phật tử tại gia chúng ta học đạo cũng như thế. Cái chuyện là cầu cơm áo gạo tiền, cầu cho sức khỏe, cầu cho bình an, cầu trường thọ vân vân, cái đó có đáng cầu không? Có.
có đáng cầu, nhưng đừng bám chấp vào nó. Đừng vì cơm áo gạo tiền, tiền tài của cải, danh vọng chức tước xa hoa quá mà gì, mà quên đi cái việc sinh tử là việc lớn.